Ngày 5 tháng 11, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái tổ chức khánh thành và bàn giao hai ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Hai hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ làm nhà là gia đình anh Thảo A Sơn và Thảo A Áng ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Cục Chính trị Quân chủng Hải quân đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và chính quyền xã Nậm Khắt triển khai xây dựng hai ngôi nhà với diện tích mỗi nhà từ 60 đến 80 m2, trao tặng các hộ nghèo có giá trị từ 100 đến 120 triệu đồng. Trong đó, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân hỗ trợ mỗi hộ 40 triệu đồng. Việc hoàn thành và bàn giao nhà cho hai hộ nghèo huyện Mù Căng Chải là hoạt động thiết thực ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ Cục Chính trị Hải quân nhằm chia sẻ khó khăn với các gia đình nghèo ở huyện vùng cao Mù Căng Chải. Hoạt động này cũng nhằm cụ thể hóa chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Cục Chính trị Quân chủng Hải quân với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái.